Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của Hoàng Thì Làm. Hôm nay Hoàng vừa mới chốt xong cái đơn hàng là một chiếc S450 2019 cho một anh chàng khách hàng rất là đẹp trai nha. Rất là đẹp trai mà cá tính nữa. Thì như các bạn biết đây là Mercedes thì nó có dòng A nè, dòng C nè, dòng E nè, dòng S nè, và ngoài ra và thêm một số dòng khác thể thao nữa. Thì trong cái phân khúc sedan thì dòng S là một cái dòng xe là gần như là cao cấp nhất của Mercedes. Thì cái phiên bản 2019 nó có tên là S450. Thì sau khi mà người khách hàng nhận xe, anh khách hàng đẹp trai này nhận xe xong thì là liền đem qua Mastercare để mà nhờ Hoàng làm sao cho chiếc xe của anh ta thật là đặc biệt, thật là lạ, rất là chịu chơi. Đi, mình tham quan thử một vòng. Hiện giờ đây là chiếc S450 cơ bản ha. Nó có cái logo nằm đây. Các bạn nhìn xem cái body ha. Thì Hoàng sẽ cho nâng cấp lại. Đây phần mâm xe, phần mâm xe zin, các cái chi tiết rôm. Thì cũng như mọi khi xe này Hoàng sẽ cho nâng cấp cái gói Night Bucket, là tất cả các chi tiết này Hoàng sẽ cho đi sơn chịu nhiệt thành về màu đen hết. Chiếc xe màu trắng này Hoàng sẽ đưa về nguyên bản, nó chỉ có hai màu thôi, đó là trắng và đen. Tất cả chi tiết nào chrome cho sơn đen hết. Tại vì sao? Tại vì xe này có nội thất màu đen. Chiếc xe còn mới lấy ra, còn bao nilon hết trơn luôn. Đây. Giờ này anh khách hàng đang bấm số, không biết bấm được số bao nhiêu. Các bạn biết Mercedes thì càng ngày bạn thấy cái sản phẩm nó càng được trẻ hóa. Như thời mà 2010 cho tới 2013, khi mà nghe tới S-Class thì là mình nghĩ đây là một chiếc xe đó gì đó nó rất là mắc tiền, và nó chỉ dành cho những cái quý ông mà thực sự là thành đạt mới sở hữu nó. Nhưng mà hiện tại với cái thiết kế của S-Class mới đó, nó rất là trẻ trung. Cái độ tuổi khách hàng mà khi mà Hoàng bán cái sản phẩm này bây giờ nó có 9X rất là nhiều luôn. Và đây là một trong những cái người khách hàng trẻ 8X thôi, nhưng mà rất là đẹp trai. Thì các bạn cùng Hoàng chờ xem, sau khi mà Hoàng cho nâng cấp cái mẫu này thì chiếc xe nó sẽ có diện mạo như thế nào nha. Cảm ơn các bạn nha. Vâng, chắc chắn bây giờ các bạn không còn nhận ra chiếc S450 như lúc ban đầu nữa rồi. Bây giờ gần như em nó đã được thay đổi hoàn toàn rồi. Tất cả các chi tiết mặt ga lăng đều được sơn đen. Phần cản là phần cản của S63. Đúng không các bạn? Bây giờ nhìn xe em nó đã ngầu hơn rất là nhiều rồi. Phần cản, đây là phần body của S63 AMG đã được nâng cấp. Dàn chân của em nó đây đã được thay bằng bộ mâm lốp 20-inch AMG của đúng F63 luôn. Tất cả các chi tiết đều được theo gói Night Bucket, đều được sơn đen bóng hết. Tay nắm cửa cũng sơn đen bóng luôn. Và các bạn coi thử đằng trong xe thì là phía sau xe là body xe S63 với cặp ống xả kép AMG. Anh chàng xoái ca này có chơi một cái game đó là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở một cái server nào đó Hoàng quên rồi,
có nickname rất là đặc biệt, đó là Mối Lạc Gia. Thành ra đây chiếc S này là chiếc S 63 Mối Lạc Gia. Đặc biệt là bên Hoàng, bên Mastercare có đặt một bộ thảm 5D carbon theo chữ Mối Lạc Gia dành riêng cho vị khách hàng này luôn. Rất là độc đáo. Phần thảm carbon. Và mà còn một điểm đặc biệt nữa, đó là tất cả các vân cổ của N450 có màu nâu, bây giờ đã được đổi thành màu đen piano. Rất là hợp với cái tông xe là nội thất đen, rất là huyền bí, ngầu hơn rất nhiều. Ngoài ra bên Hoàng còn nâng cấp bộ loa 3D, xoay 3D. Bộ lay xoay 3D chính hãng. Ngoài cái nó có thể định hướng được âm thanh thì nó đi theo với đèn viền 64 màu nội thất và nhìn nó còn thẩm mỹ hơn và đẹp hơn, đúng không các bạn? Nói chung là Hoàng đang rất là háo hức. Phần cổ, phần vô lăng cũng được sơn đen lại thành đen piano luôn. Nói chung bây giờ là tất cả mọi công đoạn đã xong hết rồi. Bây giờ là Hoàng đang rất là nôn. Tại vì Hoàng có nghe anh Xoái Ca này nói đó, đây là một món quà ảnh tặng cho vợ ảnh vào ngày 20 tháng 10. Thì ngày mai là ngày mai anh sẽ nhận xe. Thì không biết cái cảm xúc của anh Xoái Ca này khi mà trao cho vợ ảnh món quà này, vợ ảnh có bất ngờ không, thì các bạn cùng Hoàng tham dự cái buổi giao xe này nha. Cảm ơn các bạn. Vâng, vậy là tất cả những cái công đoạn chuẩn bị Hoàng đã chuẩn bị xong hết rồi. Và hôm nay đúng là ngày 20 tháng 10 luôn. Hoàng đang rất là hồi hộp để mà đợi mà bàn giao cái chiếc xe này cho cái người khách hàng Xoái Ca để anh ta tặng cho vợ yêu của anh ta. Hoàng đây là Hoàng đàn ông mà Hoàng còn cảm thấy là rất là ngưỡng mộ và cảm thấy ganh tị với cái tình cảm mà của cái bị khách hàng này dành cho tình yêu lớn của anh ta như vậy đó. Thì những bạn nam đừng có quên ngày hôm nay hãy thể hiện tình yêu của mình với những người phụ nữ thân yêu của cuộc đời mình nha. Hoàng cũng vậy. Lát nữa Hoàng cũng sẽ gửi lời chúc đến những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của Hoàng, đó là mẹ, người yêu và tất cả những người phụ nữ khác trong ngày hôm nay. Họ xứng đáng để nhận những cái lời chúc, những cái món quà, những cái bó hoa thiệt đẹp vào ngày đặc biệt của ngày hôm nay. Bây giờ thì là các bạn cùng Hoàng chờ ít phút để mà đợi cái người khách hàng này tới để Hoàng cùng làm lễ bàn giao xe cho vị khách hàng đặc biệt này nha. Cảm ơn các bạn. Đặng em đây.
Đây anh mời hai vợ chồng lại nha. Đây đứng đây đứng đây. Cảm ơn Sải Cà Áo Trắng. Cảm ơn Hoàng nhiều. Ok, thì là em có thể chia sẻ với anh một chút xíu là khi mà người ta nói bây giờ là những cái dòng xe mà khi mà khách hàng họ mua những cái xe mắc tiền, họ rất là ngại về cái việc mà nâng cấp hay là độ, vì họ sợ giống như là mất zin. Thì em có thể cho anh biết cái cảm nghĩ của em từ sao mà vừa mới mua một cái xe mới mà đã dám đem qua bên anh tin tưởng mà để đổ hết lại nguyên xe như vậy không? Dạ, tại vì nói chung em là thích xe nhưng mà em không thích để nó nguyên bản. Để nguyên bản thì nó ai cũng có hết á. Thì em muốn nó làm hơi cá nhân hóa cho mình một chút. Nên biết anh Hoàng nên nhờ anh Hoàng làm hết con xe này cho em quá đẹp, phải không? Theo đúng ý của mình luôn. Đó. Còn thôi vậy thôi, chứ biết nó sao rồi đó. Mà đây có mà khi mà tặng bà xã món quà bự vậy là bà xã có bất ngờ, có xúc động gì không? Có chứ. Nói chung là em cũng nhìn như vậy em hết hồn luôn, em tưởng là đến đây chỉ nhận xe bình thường thôi. Và em nhìn thấy em chỉ là bây giờ khóc. Nhưng mà nhìn xe mà ông xã độ vậy có thích không? Dạ đẹp. Cảm ơn hai vợ chồng. Hy vọng người bạn mới sẽ đem lại nhiều cái sự may mắn cho hai vợ chồng, cũng như là chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc. Anh thật sự là ganh tị với là em khi mà ông xã mà vừa đẹp trai mà vừa sái ca mà vừa chịu chơi vậy, ai chịu nổi. Cảm ơn. Anh Hoàng đâu thua gì đâu. Server không? Dạ không có, em là bếp thôi, bếp trong server thôi. Vui thôi, nhưng mà mình